Rồi. Chào mọi người. Không biết là mấy bà cắm con chưa nào. Bây giờ đang rất là mưa nên chị livestream mua vui cho mấy em. Mấy em ngồi lại đó không có đi về bởi vì mưa rất là lớn đây. Bão tố mưa xa luôn đây. Cái này mà đi xe, chị đi xe là không thấy đường để đi luôn á, nên mấy em là ở lại đi. Hôm nay có mấy bạn là cũng đến với Ngọc trong cái buổi ở Go Big C Biên Hòa, đi trong cái đợt Downy này nè. Mà bây giờ quá mưa, mà nãy giờ thì Ngọc đi là cũng phải được, mình đi được bao nhiêu lâu rồi Bình? 20 phút rồi, thì không biết là mấy bả là có chạy lúc đó thì có chạy về chưa, nhưng mà bây giờ rất mưa nên làm ơn nếu có chạy về á thì trời ơi nó bay tóc luôn cả những cái bảng ở đây luôn nè, sợ quá. Nên cứ ở đó thản nhiên mở livestream ra của chị để coi. Đừng về. Chào mọi người, chúc mọi người một ngày chủ nhật thiệt là vui lạnh lẽo. Bây giờ trời đất đang mưa gió quá nên thôi ngày hôm nay mình sẽ quây quần với gia đình của mình đi mọi người, đừng đi đâu hết á, mưa gió đi ra đường nguy hiểm thiệt sự. Giờ mưa mà tạt không thấy đường nó đi luôn á đó. Mấy cái xe đang dừng lại chờ luôn, thế sao mà mạnh hưởng bão nên khắp mọi nơi đều mưa hết. Hôm bữa Ngọc đi qua bên Măng Đen cũng mưa, các chuyến bay bây giờ cũng vậy, nó delay rất là nhiều. Nên Ngọc nghĩ là trong thời gian này mọi người ở đâu cứ ở đó. Đúng rồi, đang có bão mà đang ảnh hưởng bão nữa, nguy hiểm. Cái này rất là nguy hiểm lắm. Thì vấn đề là đi xe nè, ngay cả cái việc mà mình đi xe hơi luôn á, nước nó tạt vào á, cái độ gạt kính gạt cũng đâu có lại đâu, gạt không kịp luôn, không kịp thấy đường luôn. Rồi bữa đi á, lúc mà Ngọc đi đang đi ở trên cầu cái xong cái xe, một cái xe hả lớn, xe chắc xe tải qua đi ngược lại tạt hết nước đi vô trong á, cái kính xe không thấy đường luôn. Nên nên mọi người biết là hả, mọi người đi xe máy cũng vậy á, là nó sẽ tạt vào cái mặt của mình vậy nè, mở mắt không có ra, làm sao mà chạy được đấy. Nên bây giờ là mình thà là mình cứ tấp vô, mình tấp vô mình chờ chút xíu hết mưa cái mình đi về, hoặc mình có thể đi chậm 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 cũng được, nhưng mà phải có mưa. Chừng nào chị về Tiền Giang chị không biết luôn, chị chưa có lịch. Chưa có lịch luôn. Nay mê cái vé tím của Ngọc quá xinh, nhẹ nhàng dịu dàng hả. Dạ cảm ơn bạn. Hôm nay là Ngọc mặc theo một tiên sổ bên, theo một cái style là công sở, nhẹ nhàng gần gũi thân thương với mọi người. Hồi hôm qua là mình đi ở bên chỗ đó là tên gì ta, không có biết đường, là mình đã chơi một hả một chiếc váy dạo hồ dài kiêu sa đó. Ngày hôm nay mình đổi, nhưng mà ngày hôm nay là ngày cuối cùng rồi ở Biên Hòa, là Ngọc đã hoàn thành xong nhiệm vụ của Ngọc. Thì mình sẽ chuẩn bị cho dự án tiếp theo. Nhưng là gì thì vẫn chưa biết, lại chờ đợi nhé mọi người. Rồi bớt mưa rồi, khu vực của cui là bớt mưa rồi, còn không biết là khu vực của mọi người như thế nào. Long An hình như bữa chị đi Long An rồi mà phải không? Long An là chị đi rồi. Long An đi rồi, hôm bữa hình như là cái cine tour của phim Cô Gái Từ Quá Khứ đúng không? Chính xác không? Là đi Long An rồi. Rồi xong rồi Xích Đô nữa, là cũng có đi các tỉnh, đi cũng nhiều lắm, Bắc Trung Nam đi đầy đủ hết. Chị Ngọc úp ảnh nhiều lên nhóm, úp ảnh nhiều mà có ai like đâu, có ai comment gì đâu, có ai nói năng gì đâu. Ở đây mạng hơi yếu nên Ngọc nghĩ là sẽ, Ngọc đang ở khu khu một khu vực trống lơ trống lốc, công nghệ cao nên hơi hơi vắng. Nhưng mà mọi người ơi, tại vì thật ra là sắp tới đây là một cái chương trình mà Ngọc cũng đã ấp ủ từ rất là lâu, mình không có dám làm, bây giờ mình mới dám tự tay mình làm.
ekip cũng là ekip ở trong nhà với nhau làm thôi, rồi xong rồi có những cái bạn thân quen mình kết hợp cùng với nhau để làm một cái show, đó là đi tìm niềm vui. Vui lắm, à không, không biết là có vui hay không, nhưng mà nó sẽ có rất là nhiều kiểu niềm vui. Ví dụ như không phải từ cái cuộc mà mình chơi, mình dở, mình quăng miếng với nhau không, mà nó vui từ ở trong lòng vui ra, vui sung sướng, vui trào nước mắt luôn. Nên mọi người hãy hãy chuẩn bị đón xem, chờ đón xem chương trình đó nha. Mỗi người một share đến cho những bạn nào mà chưa nhận được thông tin này. Lâu lắm rồi Ngọc mới like ở trên bay, là tại vì nhiều lúc á là giảm tương tác á thì sẽ không có thấy được nhiều người, nhưng mà thôi kệ, mình cứ like, phải like thì hả mới đến gần với mọi người nhiều hơn. Vì cái thông tin này mưa lớn lại rồi. Đây cho mọi người coi cái cây gạt nè, đó đó. Trời ơi, gạt muốn gãy cánh luôn á, thấy không, gạt muốn gãy cái cánh luôn mà đâu có tạt nước nổi, tại vì mới gạt qua một cái là nó tạt vô mặt liên tục như vậy, là mình nghe cả việc mà mình chớp mắt chớp cũng không kịp đó. Nên mình sẽ đi là mình sẽ hơi hả riu mắt vậy nè. Xưa Ngọc cũng đi về đó đi học á, là mưa như vậy nè, là chạy sẽ cứ riu cái mắt để nhìn thôi, nhưng mà nó đập vô mắt cũng rất là đau. Nhưng mà hầu như tính cách là như nhau đúng không ạ, cứ ráng là thôi hả, giờ mà trú mưa đó biết khi nào xong, cứ ráng thôi tranh thủ chạy về đúng không. Nhưng mà thứ nhất là hôm nay chủ nhật thì ok, nhưng mà còn những ngày mà đông người thì mọi người chạy về rất là nguy hiểm, tại vì mình sẽ không có canh được cái biên độ của mình, được không có canh được người ở trên xe như thế nào. Mỗi người sẽ đang gọi là điều khiển cái phương tiện mình theo một kiểu khác nhau để mà tránh mưa thật là nhanh để đi về. Bảy nụ cười xuân, Ngọc nghe nói thôi nha, cái này Ngọc nghe nói chứ Ngọc dám khẳng định, nhưng mà bảy nụ cười xuân nghe nói là vẫn có quay ạ. Nên mọi người cứ yên tâm, bữa em có đi An Lạc nhưng không có chụp hình được, tiếc nhờ. Mọi người thông cảm là tại vì ở trong đó thì mình sẽ chụp hình theo một cái kiểu là hả, sẽ cùng với nhau lên để chụp hình, để tranh thủ có thể chụp được nhiều bạn nhất có thể, chứ nếu không là chụp từng bạn thì hả có những bạn nó sẽ chờ rất là lâu đó, nên hả chúng y ghê quá. Chị ơi, em vẫn chưa có lịch ở ngoài Hà Nội đâu, bởi vì lịch ở trong này cũng kết thúc. Không có lịch, chưa có lịch mới đây. Chạy từ từ thôi bên ơi, nó tạt quá, cũng sợ. Chào anh em, chào anh em nha. Xin chào tất cả các anh em. Cà Mau chờ chị, miền Tây chờ chị, Hà Nội chờ chị, khắp nơi chờ chị, thương mọi người quá à. Nhưng mà thứ nhất đó là Ngọc nghĩ là năm nay kinh tế cũng khó khăn. Cái thứ hai đó là hả, bởi vì cái lựa chọn của mình á, thì mình cũng sẽ giảm bớt công việc một tí xíu, mình sẽ cân nhắc ở những cái chương trình đó để mà mình có thể tham gia. Nên thành ra là mình ít gặp nhau tí xíu thôi, nhưng mà sẽ có cơ hội gặp nhau mà, nên mọi người cứ yên tâm nha. Bữa chụp hình với chị ở Pleiku, à Gia Lai Pleiku, à là hôm đó chị đi măng đen đó. Trời, tóc anh đi hôm nay xài cái bột á, rây cái bột vô nè, phòng mưa là phòng mày, rồi lại ra chân nữa, đã không có show mà cứ ra chân hoài, chắc đi nhuộm tóc đen rồi. Mọi người thích nhuộm tóc đen để tóc đen lại hay là nhuộm tóc cam? Đang muốn chơi màu quá, cũng đang muốn làm màu người gì lâu lâu cho nó lạ. Nhưng mà kiểu mà chơi màu mà đợi lâu á, cái xong rồi nó lại ra màu quá, chưa có kịp gặp mọi người thì nó lại ra chân mất tiêu rồi. Tiền Giang nhớ chị, hu 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 hu. Từ từ, chị có về Nha Trang, chị có về Cà Mau không, có về Nha Trang không, có về Tiền Giang không, chị có đi Cambodia không? Trời ơi,
mọi nơi bây giờ đó, mọi người kêu gọi gì để gửi đến gọi là cái gì ta, cái đó gọi là gì, luật hấp dẫn, luật hấp dẫn, chúng ta hãy kêu gọi nhiều lên có khi là chị sẽ đến đó. Giống như chị hay thường nói là hả, chị chưa có lịch, chị chưa có lịch, đang còn lắm mà mọi người book show cái xong chị có được 4 show, chị có được 4 show chị đi, thấy không? À, mưa là từng khu vực nha mọi người, đi chắc được khoảng 100 mét, cái mưa cái đến 100 mét sau là hết mưa đó, mưa theo từng khu vực thôi. Về Nghệ An chị có định đến Tây Ninh trong tương lai không? Ủa Tây Ninh chị đi rồi mà, hôm bữa chị đi Tây Ninh rồi, tại em không chạy ra gặp chị chứ chị đi Tây Ninh rồi, chị đi Đồng Tháp rồi luôn nè. Chị nhuộm màu tóc, chị hiện tại thì nó đang hơi kiểu cà phê sữa đó mọi người, hơi cà phê sữa nhưng mà cà phê sữa ra chân đó, ra chân đen đen là có chân trâu á, cà phê sữa chân trâu. Bây giờ làm bữa tại vì quay TikTok cái thấy màu cam lên cũng xinh xinh nên cũng muốn thử nghiệm màu cam An Giang gửi tình yêu thương đến chị. Hello các bạn. Nè nha, cái này là phải mở ở trên đây nè, là tôi nám nha nè, bữa giờ tôi đang trị nám nè, phải mở lên để sáng sủa nói chuyện với mấy người đó. Chị chưa tới nhà luôn nha. Tới ba ông trời lận á hả? Sao ba ông trời? Chị xin quá à, nơi em nắng lắm chị ơi. Em đang ở đâu mà nắng nha? Chị em đang ở Hà Nội đúng không? Ở miền Bắc đúng không? Ở miền Bắc thì chắc hiện tại bây giờ đang nóng, nắng nóng. Ủa không, nhưng mà cũng sẽ có chịu ảnh hưởng bão mà. À Bắc Trung Bộ. Chinh quá, chị chưa về tới nhà nữa. Về Bạc Liêu giấc mơ tình yêu, nhân gian ca rằng Bạc Liêu là xứ công tử Bạc Liêu đốt tiền nấu trứng tỏ ra Minh Giao, Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về. Nhớ chị thì nên chị mới like nè, mà bữa chị cũng có hay like với bên TikTok nữa. Rồi like ở bên Insta nữa, nhưng mà nhiều lúc là tại vì mình không có chuyện gì á, cái lên mất công nhìn nhau rồi tụt view nên bây giờ phải có cái gì đó mới like được. Rồi bây giờ hết mưa rồi, mấy bà nhỏ chạy đi về đi, hết mưa rồi đó, chính thức hết mưa rồi, quá trời đen. Hồ Giang ơi, Hồ Giang, ông biết bài Hậu Giang. Miền Trung ơi hỡi miền Trung, miền Trung ơi hỡi miền Trung, chưa tìm ra bài. Quy Nhơn mới về hôm bữa, không nhớ à, Quy Nhơn mới về Quy Nhơn hôm mà đi hành trình rực rỡ. Quy Nhơn đẹp rồi, Kiên Giang mình đẹp làm sao, đây cũng đẹp, đâu cũng đẹp, ôi đâu đâu cũng đẹp. Game show là chuẩn bị mình làm cái bẫy nụ đó, đó là chị nghe thông tin vậy đó. Nam Định ơi, Nam Định ơi, không có bài Nam Định. Bắc Giang quê hương tôi ơi, Bắc Giang cái gì? À không, cái bài đó là bài Hà Giang. Đây Hà Giang quê chúng tôi. An Giang ơi, ơi hỡi An Giang. Ông biết thì bây giờ muốn hát thì phải gợi ý chứ giờ có biết bài An Giang đâu. Về Mờ Đờ là cái gì? Măng đen hả?
măng đen mình đẹp làm sao, đây cũng đẹp kia cũng đẹp sao, đâu đâu cũng đẹp. Cà Mau giấc mơ tình yêu dân gian ca rằng Cà Mau Thái Bình. Thái Bình ơi, ơi hỡi Thái Bình, Thái Bình Bình ơi, ơi hỡi Thái Bình ơi. Trời ơi, thôi đủ rồi mấy bạn. Bây giờ chơi chữ hay gì? Sao mà hát được, ở đâu ra mà nhiều tỉnh như vậy? Không có biết, không có biết làm sao mà nhớ được mà hát. Rồi thôi ok, chị tới nhà rồi, bye bye mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người, bye bye, chúc mọi người một ngày chủ nhật thiệt là vui, thiệt là ấm áp, bye bye.